Còn chú ơi, tỏ thì cảm ơn chú nhiều chú ơi. Dạ con cũng nghèo chú ơi. Rồi chồng con mình đâu? À, bỏ rồi. Vậy con sống vậy thôi, chú mẹ ông mới cho nè. Mấy người con này là con của chồng nhà luôn ha. Dạ, chồng của con mà bên anh Thà, bánh mà tiếng đâu. Ừ, trời ơi, bé rồi. 5, 15 rồi. Ai nữa? Mình ông này chấp nói con chú ơi. Là túm lại là mình được mấy người con, mấy người chồng? Thằng năm. Là không biết con ai luôn. Ờ, nó ở rồi, nó bỏ rồi, mẹ con lang thang cái thứ gì. Dòng cao vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt ở vùng miền thứ Kiên Giang. Thì vừa đi trên đường cô chú anh chị, đi bà con ta chia sẻ một hoàn cảnh, nhưng mà đi tới nơi thì không có đúng sự thật như vậy, cho nên hai cậu cháu đi về. Hiện tại thì Hồng Ca đang đi với Mr. Nhật. Tuy nhiên thì trên đường đi gặp một cái trường hợp không biết như thế nào, một người mẹ trẻ mà lại ẵm hai đứa con. Một đứa bé trên tay thì rất là nhỏ, còn một bé trai thì kiểu như là chắc cũng 5-6 tuổi rồi. Để biết thêm cái sự thật như thế nào thì mời cô chú anh chị cùng với Hồng Ca đi tới để xem như thế nào cô chú anh chị. Đây là ngay cái nhà mát luôn nè. À, chào mấy mẹ con nha. Dạ. À, mấy mẹ con đi đâu đây? Dạ, con đi xin tiền đi học về chú ơi, đi học về chở về. Sao không ngồi nghỉ đi đứng? Trời ơi, đi đứng gì cũng nó chịu hả? Nó không chịu gì ngồi, em bé nó không chịu hả? Dạ, cũng ngồi vô ngồi, không ngồi vô. Dạ. Rồi, chú chào con nha. Con tên gì? Ngọc Hằng. Gì? Ngọc Hằng. Ủa anh trai hay gái tên Ngọc Hằng? Gái. Ủa nãy giờ tính anh trai không à? Tại nó hớt ngộ vậy sống luôn. Đâu đâu dở nón cho chú coi, nãy giờ chú tưởng đâu con là con trai. Ờ té đó con, phóng dưới đi. Ê rồi rồi mấy mẹ con ngồi chú nói chuyện nha, ngồi xuống được không? Là nãy là chị bao nhiêu tuổi rồi? Nay 35 rồi, 34 tuổi rồi. 34 là nói là đi đưa con đi học hay là đi sinh? 35 đi đưa con đi học mà không có xe lùi bộ về. Rồi chú giúp đỡ thì cảm ơn chú nhiều chú ơi. Dạ con cũng nghèo chú ơi. Rồi chồng con mình đâu? Anh bỏ rồi. Mẹ con sống vậy thôi, nhưng mẹ ông mới cho này nè. Anh tên gì? Dạ em tên Nguyễn Thị Thấm. Thấm, em 34 tuổi, à, chắc nhỏ tuổi anh. 35. 35, nhỏ tuổi anh. Em gỡ nón ra được không? Gỡ nón ra cho mát xíu nha. Ừ. Là em nói là chồng em bỏ. Dạ. Tại là... em đi sanh nó không có đứa người nào hết trơn á, chỉ có mẹ con mấy đứa nhỏ này với mẹ nhà thôi. Đứa này thôi. À. Đấy đi bông vậy thôi chứ lượng khổ không sao. Bé này nãy nói nhiêu tuổi? Dạ. Bé này nói nhiêu tuổi? 8 tuổi rồi. Ủa 6 tuổi hả? 6 hả 8? 7 6. Tuổi rồi, 9 tuổi, 10 tuổi rồi. Rồi gì tùm lum tuổi vậy vậy? Ờ nó 10 tuổi rồi đó. Còn bé này nhiêu tuổi? 6 tuổi hả? 10 tuổi thì đang lớn. Kia đang 13, 4 tuổi rồi đang lớn, học bánh lớp 2, lớp 3 vậy bánh rồi. Mới 6 tuổi rồi học mới dám nè. Con nhỏ đâu mới có 7 tháng hả? À. 7 tháng 8 ngày 9 ngày 10 ngày rồi. Rồi tóm lại là mình được bao nhiêu đứa con? Ba đứa. Trai hai đứa gái mổ ngăn ông mà cô ơi. Em vẽ được đâu. Là chồng mình đi ghe đúng không? Dạ đi ghe. Ừ. Đi ghe chồng đâu có ba ơi, nó bỏ rồi cha, nó về mẹ nó rồi. Nay nó sống nhà nó ở gì? Cơm mà nó ăn thôi, ông giúp đỡ cũng không có nhiều gì thôi. Sao chị nói chuyện với em? Không, ông cho giúp đỡ ông kêu chồng đâu, chồng không đâu ai giúp đỡ kiểu này. Ý là nói là chồng bỏ rồi đúng không? Không có chú ơi, không có chồng đâu, gì sốc mà. Ý là không có chồng. Cái mẹ con mà. Cái mẹ con. À là hiện giờ nhà ở dưới ở với ai? Dạ với mà bà ngoại ông mất rồi, ông về dưới ông nhà ông ngoại dưới á. Có mẹ, mẹ ba nhà, ba đi tới lui. À có mẹ. Mà giọng Đức cặp bên đó, nó không có đi đâu đâu. Mặn gì đâu. Sáng nó chạy bán đi làm vườn đó đâu. Chiều về á. Thấy ghét lắm, hỏi gì vô khổ trời, lo mình đi. À, lo mình đâu. Ý là bây giờ em đi trên đường nè, tụi em thì cũng đi làm thiện nguyện, thấy thấy mấy mẹ con đi đùm túm như vậy nè. Rồi mà chị hỏi có gian nữa nên ghé hỏi thăm coi ở đâu, cần tìm cách đưa cho mấy mẹ con về. Dạ đúng rồi. Mơ đang khổ chú ơi, đỡ không ăn nhiều. Thôi mà xin cái gì đi chứ. Mỗi giờ hả? À? Ừ, mỗi giờ. Mà khổ là mình phải nói cái khổ cho bà con nghe, người ta mới giúp đỡ mình chứ cứ nói khổ hoài. Bây giờ nói này bà con cũng chưa có hiểu là chồng mình bỏ hay là đi ghe. Bỏ gì không, hổ, không ai không. Ý là nó bỏ đi ghe là nó bỏ đúng không? Dạ đi bỏ rồi. Bỏ rồi là mấy người con này là con của chồng nhà dạ, luôn ha. Chồng của con mà bên anh Thà bánh mà tiếng đâu. Ừ. Trời ơi bé rồi. Năm 10 năm rồi.
Ai nữa? Ông này chấp nói không một thôi chú ơi. Là tóm lại là mình được mấy người con, mấy người chồng? Đây là ba người, bốn người, nhưng mà mất hết một người rồi, anh chết rồi. Cái gì? Là ba ngoại mất rồi. Ba người chồng. Ba không có người à, có anh Hào hết nè chú. Sao nói gì lung tung không hiểu luôn á. Là một người chồng nhưng mà bỏ đi rồi. Ở không có lo, không có nuôi. Bởi vì mấy chú giúp đỡ coi nè. Tôi lù bộ đó, phải ai giúp đỡ xem nhỏ không có đâu. Về nhà về. Hồi sáng mình đi lên đây bằng gì? Rồi đi bộ tới đâu là có gian tới đó. Tới đâu thì có gian tới đó. À, rồi bây giờ tới quận về thì có gian về. Ừ. Mình cứ đi tới đi lui chi vậy, đứng chỗ chỗ mệt kìa, cắn em cắn cái gì kìa. Đây con, nhả ra con. Ôi ui, bỏ đi kẹt cổ đó. Trời bé nó dễ thương rồi cô chú anh chị. Dạ. Uống sữa gì không? Cầm theo cái gì vậy? Tuổi mèo. Tuổi mèo sinh năm 23. Thế là có cho nó ăn uống gì chưa mà quẩy cái gì theo? Năm 1223. Có cho ăn uống gì chưa, quẩy cái gì dữ vậy? Cái bệnh đó là bệnh gì hả? Uống sữa mẹ hả? Dạ. nó tuổi con mèo năm sinh ngày 23. Nó Quỳnh Kim Vàng. Kim Vàng. Dạ. Rồi này là Kim Hân, Ngọc Hân. Ngọc Hân. Con học lớp mấy? Nguyễn Thị Hoài Hương cùng nhau đó mà mình đây. Sao con phải lên cái chỗ này vậy? Có hết trơn hả? Xin vô. Trời ơi, nãy giờ tôi tính đâu là con trai không quý vị. Tính đâu con trai không nè. Ba con đâu rồi? Nói lại chú nghe coi. Ba đâu? Ba con đi ra ngoài hỏng á. Ba điện con đó. À, ba con đi ra có điện về thăm con đúng không? Dạ. Ừ, sáng con lên đây với mẹ đi bằng gì? Đi lộ bộ. Đi lộ bộ, rồi giờ lộ bộ về luôn. Dạ. Là lon đi ông nội, ông khổ con, mày khổ quá. Ai cũng khổ á. Thì ai cũng khổ cho nên cho nên thấy thấm như vậy nè, anh mới tìm cách giúp mà mình phải nói sự thật, bà con mới biết mình mới giúp chứ. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Bây giờ muốn về nhà phải không? Dạ. Muốn kiếm xe về hay là muốn kiếm tiền nữa? Dạ, con muốn kiếm xe về bạn, mới có tiền nữa nè, đi chứ không xăng, hết xăng mấy gì đi. Ờ, cho để con bé nó cắn cái nón nè, đừng nó cắn riết mà cái nón mà gách vậy nghe. Nó nón nó gách. Trời ơi. Muốn mua luôn mới mà không có tiền mua hết đó. Bây giờ là đi đây về nhà là cần khoảng bao nhiêu tiền xe? 35 ngàn, ở đây có xe ôm không? Nè, không có này chạy xe ôm đâu. Xe nhà chạy, có vàng qua mai, không ai chạy xe ôm vậy. Xe đạp cũng được. Có vàng này đỡ tốn tiền đúng không? Có vàng này đỡ tốn tiền ha. Dạ, như mình thích có vàng, không thích đâu vậy. Xe ta không chạy đâu, chạy người ta thích cho, không như mình đâu có người ta được chứ. Mà có điều nãy giờ cô chú anh chị cũng đang thắc mắc nè. Con bé nó nói là ba đi ghe rồi. Có duyên thì mình hiểu được xe, còn không duyên thì sao chạy được. Chú ơi, nguy hiểm, xuống con. Ý là ba thì đi biển. Dạ. Rồi em thì em nói chồng bỏ. Dạ. Mà đã, em phải làm sao để cho bà con người ta hiểu mình cái câu chuyện chứ, em cứ nói lung tung gì sao biết đường người ta giúp. Thì đàn ông thì 10 thiết đâu mình biết biết được, đâu có đàn ông người ta mà mình đâu ép người ta được. Chứ kiểu như ổng không quan tâm tới mình. Ừ, phụ nữ thì nó dễ hơn, mà đàn ông mà thì nói chuyện đàng hoàng với đàn ông thôi. Ý em nói là chồng không quan tâm tới mình. Em nói chồng không quan tâm tới mình cho nên là đi bỏ rồi. Rồi không quan tâm sao có mấy cục như vậy? Thì là ông thích thì người ta nuôi thì mình về mình ẩm về mình nuôi vậy. Chú giúp đỡ cảm ơn nhiều vậy thôi. Thầy ơi, ta ngốc cho 5 người, mình có 4 người sao chịu nổi, mà giúp tiếp cho ông vậy thôi. Cho chú vậy thôi. Bây giờ còn tính đẻ nữa hay sao? Thấy hình như em cũng đang đang có bầu phải không? Trời ơi, đua nhỏ thì quý gì còn có bầu chi nữa trời, để ai nữa trời. Em buộc nội xe mà chạy không được. Như lô tô ông nói, em buộc giống như con người đang đi xếp đi lẻ hay đủ, nó cho đâu mà đi qua đâu đó, nó quýnh như mẹ hay như mẹ. Bây giờ như chú này đang quay nè, một hồi nữa chú có cho, mà chú quay hồi chú nói, hồi có chạy rồi chú cho được tiền. Cho tiền đi xe về. Có rồi nè, nó cô đang nguy hiểm, con có đi gì vậy. Phải lo tiền xe cho đi về chứ, để đứng đây sao được, mà cứ đứng chỗ đi, đi tới lui cho người ta nói chuyện. Nhỏ đang nguy hiểm. Thì nó ở đây rồi, nó ngồi đây nè. Mà cứ đi vòng vòng hoài à, sao bà con ta nghe không biết. Ngồi làm việc cũng vậy đó. Cái một cái của mình có mấy ngày rồi, còn ngồi chưa hoài á. Ủa là mắc cái chứng gì mà đi tới đi lui vậy? Nhọc vậy đó,
Phải đi hoài vậy đó hả? Kêu ngồi thì không chịu ngồi cô chú chị. À, sáng giờ mấy đứa nhỏ ăn gì chưa? Tính đi ăn chút tôi gửi đi, gửi thêm tiền cho đi xe về với mua đồ ăn cho mấy đứa. Dạ. Mình nghèo mình mới xem có duyên mình nói chuyện này. Người ta như cục ăn thi không dữ không cái chuyện cô ơi không nhớ. Đâu ngồi đây đây vòng hoài vậy. Đó, bé nó nói rồi sao không ngồi đi vòng vòng hoài kìa, nó còn bực bội nữa không? Leo đây ngồi luôn nè. Gì nè, cho con ăn đòn nó kéo hoài à, không hiểu không? Ở dưới nó gì đó. Bà không đó. Là sao? Ấy là sợ nó chạy ra hả? Nó không cho đi ra ngoài nên thì vô đây đi, mấy anh đứng ở ngoài này nó không có chạy ra được. Nè, không có đi ra nữa nè con. À, cái gì Ngọc Hân hả? Phải không? Tấn công cái bà nội rồi chụp. Cái gì chú ngồi đứng ngồi là không biết đường rồi né nổi rồi. Đó, mới dèo dèo xe đạp chứ ngồi xe ba chạy tới nữa. Nhiều mình không. Đó ngồi là lộn lộn xuống dưới sông nữa không à. Nữa không. Nó đi nữa là. Giờ không biết con cổ nữa để gì chú. Đi mày vậy? Rồi bây giờ là đi xe về 35 ngàn đúng không? Rồi trong cái bịch đó nãy giờ là cháo nè phải không? Cháo rồi bánh mì nè. Rồi xì tin nữa. Coca, sữa nữa. Cái con ghẹ em nấu con gì con cua biển á. Con ghẹ. Rồi giờ bé này ăn uống gì chưa? Bé kêu đốt đồ thì cho đồ mặc nó ngoài chữ mình ngủ mình hoài hay sao cho mệt chết bữa nào nó không chửi chứ năm nào không chửi kéo đồ mẹ con đồ đặt nó buồn thì láng nó chứ. Hai chồng em hả? Trời ơi, có hai dòng bà bên cách năm nào kêu tụi nhỏ là buồn nó giục tờ lứa chứ chuyện của người ta nghèo, mà nó cũng nghèo nó làm cái hỏi ai như mình biết chuyện nói chuyện thôi còn mẹ nói hoài của hoài chứ tội chết không biết cái chuyện của nói chuyện của người ta mình cái chuyện mình đây nè, ý là cô chú anh chị là bây giờ hai vấn đề, một là biết nè đó là bé nó nói là ba con đi biển đúng không, ba đi ghe đúng không, là có điện về thăm con đúng không? Bây giờ tại sao mẹ con đi bộ lên đây là đưa con đi học hay sao? Đưa con đi học. Cổ không tiền mua xe để chạy. Đưa con đi học rồi là lộ bộ đi về gì? Đi lộ bộ. Sáng mấy giờ mới đi? Sáng. Ba con còn thương con không? Không. Ba đi ghe rồi. Ba đi ghe rồi không còn thương con. Đứng đây nè, đứng đó con. Nghe nghe không? Là ba. Trời ơi. Đừng nhảy tới lui nữa, rớt xong đó. Là ba là hay gọi điện về thăm mình không? Ba còn thương con đó, như vậy là ba còn thương mấy mẹ con đó. Ba còn thương em nữa nè, đúng không? Có em bé nè. Mà tại nét buộc, ai sống như theo nó là gì được chú ơi. Nhưng mà mình sống của mình cũng lương thiện rồi, nhưng mà thấy nó ác quá, mình phải tiếp cho vậy thôi, sống như thôi. Thì ổng mới mở cái mà cũng cần quả không nhiều đó, bởi vì ổng chết thì tự nhiên chết rồi. Rồi ai chết dễ nữa? Dễ sống hơn, cũng như dễ sống hơn mà dễ thoải mái hơn. Rồi ông nào chết? Còn hơn. Ông nào dạ? Chết? Em đang nói ông nào chết? Thì cũng như mình, như chức lớn hay là chủ tịch hoặc là người hay là ông Tiến Dũng hay là Nguyễn Trung Phúc gì đó. Tùy theo cũng như người dân của mình như đang hiện tại vậy đó. Sao biết tới mấy ông đó nữa? Tác người ta mà ông không kỹ cho mình làm sao người dân người ta được lâu dài được. Cả thẳng thân mình cũng lâu dài, người dân lâu dài được. Ai như chú đang nói chuyện đó. Nhưng mà chú quay qua mà chú mới giữ được bản thân chú chờ nó xe tới không đó. À, chú mang ăn hay giấc ngủ gì, cái quần áo hay gì cũng được đi gì. Cái tóc tai mình gì, hay là mắt, hay là cái miệng gì. Cái đường ruột mình cũng vậy đó, hay là cơ thể mình gì đó. Vàng hay là trắng gì đó, hoặc là phải kỹ rồi. Lâu dài được cho người da nữa. Chứ con cáo cháu mình mai sau nữa. Làm phước cho nó thì không ai biết được. Hôm xưa đi, mình đâu bao giờ biết được nữa đâu. Đúng không? Nói ừ, ông nói tốt, bà nói tốt, rồi nhỏ rồi. Sao con leo lên đây hoài vậy? Mẹ con hay nói chuyện gì hả? Chú cũng không hiểu mẹ con nói gì luôn. Bây giờ đi ở đây kiếm xe về nha. Nè bây giờ đứng yên đây, đứng bây giờ đứng yên đây cho tôi, còn xuống đó đứng đi, chú gửi tiền cho mấy mẹ con về chứ mẹ con nói chuyện lung tung quá chú không biết, không những dưới ngồi bởi nó có tiền người dân người ta ăn được, còn ông Nguyễn hay là ông cũng được đi, tại vì ăn gì thôi. Riêng của mình sống dễ sống hơn. Đây là cô chú chị một người quay trong trống thì sao nhớ gì đâu cho lợi. Bất tân. Ý là đứng yên đi chứ chị, nãy giờ em đi không chứ anh có đi đâu. Em nói chuyện nãy giờ anh còn không hiểu luôn á. Không hiểu nói cái gì á. Mà bây giờ là biết chính xác là mục tiêu là muốn về nhà. Dễ nghe hơn vậy đó. Ý là muốn về nhà đúng không? Dạ. À, muốn về nhà thì để được kiếm xe cho tiền, gửi tiền về đi xe về nhà. Dạ. Thế nãy giờ nói lung tung, nãy giờ cô chú anh chị cũng chưa biết cái gì. Giờ đứng yên tôi mới móc tiền ra chứ mà đi vòng vòng hoài vậy. Dạ đúng rồi cô ơi. Ngồi hoài là té đi dưới sông luôn. Rồi con xuống dưới ngồi đi.
Tôi không biết tôi còn tiền không nữa này. Nãy giờ cứ tưởng là bé là con trai. Bây giờ cái nữa. Cái gì? Cái gì đó. Cái gì mà tự nhiên ra là ý là gặp cái nghe sóng không nội đụng nguyên mà tôi khổ quá. À. Là sao? Có người ba hôm nay gì đi vậy sóng không? Nguyên có người cho lời, nó chứ nguyên không cho lời nhưng mà vậy. Bây giờ có số điện thoại đúng không? Mấy mai mốt tôi gọi tôi xuống tới nhà để tôi kiểm tra đúng không? Dạ. Ờ gì tới nhà thì cho có xin với nhà nó vậy không được. Ừ. Bây giờ gửi cho 200 đi xe về. Dạ. Cái này là tiền của chị Hà Phạm ở bên Mỹ. Mỹ. Ừ. Đủ không? Đủ xe đi về xe không? Dạ đủ rồi. Đủ rồi, nghe nói đi xe có 35.000 mà. À này mới mốt mình ăn nữa. Là đi được mấy chuyến luôn đúng không? Dạ. Thôi không mua chiếc xe đạp đi, ta chở con đi học cho dễ. Tiền đó chịu mấy chục bữa đó sao đủ tiền chú ơi. Đó kiếm mua chiếc xe đạp cũ cũ chạy đi học được rồi, chở thằng bé này đi học được rồi. Ai bán không mua cái chồng tiệm trời xa lắm, mất nhỏ nữa, tội nghiệp mất nữa. Ai hoa sao chị nói? Tư tấn lên chú ơi. Mà hồi nãy nói cái gì là lung tung như tôi không hiểu rồi, mấy ông này ông dạ, kia là không sao? Nhớ, không nhớ, trả lời không nhớ luôn, rồi qua rồi đó. Con cũng vui vẻ, con cũng có bực bội gì với ai đâu. Hồ đồ với ai đâu chú ơi, cảm ơn chú. Tại con nghèo xin chứ giờ con xin chú đâu, tại vì con đúng rồi. Đỡ một người nghèo khổ đi, đỡ khổ hơn sau này. Ừ. Mà sau này mới biết nữa, bây giờ hổ con nữa, cũng được trả lời đâu, con đi thắng hoài đó. Chứ chú đi sống thôi, mẹ ngoài sống thôi. Bây giờ tóm lại câu chuyện vậy nè cô chú chị chút xíu nữa thì em sẽ vô hỏi bà con ở gần đây coi người ta có thấy hay gặp mấy mẹ con đi qua đi lại đây không. Bé này nói thì ba đi biển rồi, còn mẹ này nói là đi ghe rồi bỏ luôn rồi sống bên bà vợ kia gì từ lưa hết trơn cũng không hiểu. Bây giờ ông đã người cũng nào cũng không có cách riêng chừng mà hỏi ép buộc chung sao được, không tự do đi. Ừ, dễ học đi, học yeah. Rồi đón xe về nghe. Rồi, sao đi, chú ơi. Dạ. Rồi để hỏi cái anh này đi. À, em chào anh. Anh có biết là cái hoàn cảnh của mấy mẹ con nãy là giới thiệu là tên Thấm đó. Mà không biết có thường đi ngang cái đoạn đường này không anh? Thì, mẹ con thì đi qua lại đi hoài vậy đó. Dạ. Thì, ai cho gì thì lấy cái nấy. Dạ. Cho đồ hôi đồ thối mà cha của mấy đứa này là không có đi biển đâu mà cũng không có là giờ cha luôn nữa, không biết thằng nào nó cũng không biết con ai luôn. Ờ nó ở rồi nó bỏ rồi mẹ con lang thang cái thứ gì ăn đây cũng bệnh kìa, ai cho gì lấy nó đồ ho đồ thuốc gì cũng nhận. Ủa vậy sự thật là như bé này nói ba anh đi biển là không có đúng, không có đi biển mà không có cha đâu. Hai đứa này là không biết cha nó lại đó, không biết cha là không biết luôn á, không biết cha là kiểu nó đi lang thang vậy rồi cái bị mấy người này người kia do ông biết gì rồi không chung rồi cũng không được cho bình tĩnh. Đúng rồi, là em thấy là cũng không có được bình tĩnh cho nên em cố gắng nói chuyện để mình giúp đỡ, còn nếu mà người bình thường mà nói chuyện nãy giờ em cũng không có quay đâu, tại vì cái kiểu như nói giống như thiếu tôn trọng mình mà cũng khổ lắm. Dạ khổ lắm anh. Anh có biết nhà chị không? Biết mấy phút gì đó thôi chứ không biết chính xác nhà. Dạ giờ là chị đang đợi xe về. Không có chồng. Sự thật là không có chồng luôn. Không có chồng mà hai ba đứa con gì đó. Ẩm đi lang thang ai cho gì lấy nó. Nó còn một đứa ở nhà nữa. Nó còn đứa 13 4 tuổi gì nữa. Đứa lớn thì tôi không thấy mà thấy hai đứa nhỏ đi theo. Đi bên nội nó bỏ nó. Đi theo 3 tuổi rồi. Thằng nào không biết mồm lớn nó cứ nói. Có bên nội nữa hả? Không có đâu. Không có là anh. Không có nội. Rồi nói túm lại là cái người này là đi lang thang vậy rồi bị người ta dụ rồi đẻ con vậy thôi. À. Ở hai mấy đứa con lang thang cái thứ đồ hôi đồ thối gì ai cho gì lấy nấy, không nói chung á thì cũng tội nghiệp. Dạ. Bé này tại vì bây giờ đó có một nên nó cũng cái dạng nó không bình thường. Ừ. Nhưng bây giờ đó thì ta ở đó ta đâu có nhận đâu, để hai đứa con thì nó cũng ôm nó nuôi đó, thì bây giờ bà con đó mình có ai thấy tội thì cho cái gì được cái gì thì nó lấy cái đó, nhưng mà cái dạng nó tâm thần nó nói chuyện rất là khó nghe. Ừ. Nói chuyện nhầm lúc á mình nóng muốn chửi lại nó luôn. Đúng đó. Rồi hồi nãy thì nói chung là cũng gắng cái kiểu như mình gắng tìm hiểu để coi mình giúp được cái gì mình giúp, chứ còn nếu mà đối một người ta giúp mình mà nói chuyện không tôn trọng ta cũng rồi, kiểu gì nữa con cái là sanh ra là nuôi ngay chứ không cho ai mua nhưng không bán hay luôn. Ủa có người xin có người mua hay sao? Có người xin người mua luôn mà ông con nuôi chứ phát không cho đó. Thà cái kiểu như không bình thường nhưng mà vẫn nuôi con chứ không có cho ai hết. Dạ. Anh ở gần đây anh có biết nhà cái người đó không?
Em muốn bữa nào dưới cầu tàu nè. Dạ, biết khúc dưới đó thôi chứ không biết dưới cầu tàu á. Lại hỏi người ta biết không anh? Bây giờ hỏi cái nhà có bà cơ. Hỏi nhà bà cơ. Bà cơ đó. Ừ. Nhưng mà mẹ nó còn khổ hơn nữa. Thì mẹ nó cũng không có bình thường. Ba nó chết rồi, ba nó mất rồi. Ý là hiện giờ là mấy mẹ con này ở chung với bà ngoại là mẹ của cái chị Thấm này. Đúng rồi. Là không còn ai khác nữa. Bà cũng bây cũng giờ cũng đó, cái anh em của nó họ đâu cũng tắt mặt được. Rồi tên gì còn hai anh em trai nữa nhưng mà cũng tửng gì đó. Nói chung cái hoàn cảnh nó khổ lắm. Khổ hoàn cảnh nó khổ thì sao cái clip này thì mẹ con. Dạ. Ba mẹ nó cũng khổ còn khổ hơn nó. Kiểu như là khổ từ đời cha đời mẹ tới đời con luôn rồi. Bây giờ tới đời cháu luôn. Thì cứ dắt như vậy là sẽ khổ hoài thôi. Ông Mạnh Thường Quân nó có ai giúp đỡ được thì giúp. Dạ. Thì nó bé đó thì đúng là nói chuyện đó thì mình khó nghe thiệt nhưng mà mình này nó không cái người quán ở ngoài đó mình mới biết thôi. Ừ. Nó, kiểu như thấy không được bình thường mình cũng không có trách cái phần đó, nếu mà người bình thường thì mình sẽ không giúp. Đúng rồi. Dạ. Tại vì nói đây đi xe lên đó tới 35 ngàn lận mà anh chỉ đằng cầu tàu này sẽ cũng gần đây. Không có đi xe cậu gì hết trơn á, tại nó nói gì thôi. Chứ xe đạp nó trời nó đeo con nó trước thì nó chạy ai cho gì xin nấy nó ngồi góc mặt góc chọc hỏi góc rồi. Dạ. Tại vì bây giờ đi lang thang vậy đó ai cho cái gì đem về nhà. Đi tới chiều đó. Tới chiều về tối đó, không biết ngủ ở đâu, ngủ ở nhà dưới hay gì đó, có nhà hay gì đó cũng chưa biết nhà nữa. Dạ. Ủa em nghe nói thằng bé đó nó đi học đó, nó có đi học không? Không có học hành gì hết trơn. Không có học hành đi vậy đó, học gì? Hành gì? Đi gì học hành gì? Ở vậy mà nó cũng nói với mình là nó có học mẫu giáo nữa. Dạ. té ra bữa nay là bị người không bình thường. Nói chung không phải lừa đâu cô chú anh chị, kiểu như là mình thấy người ta vậy mình muốn giúp cho người ta thôi chứ không phải là mình biết chắc là người ta sẽ không được bình thường. Mình cho tiền nhiều thì nó cũng vậy thôi. Nên em cho ở mức độ vừa phải. Cái này có mong tìm lại nhà. Thì em sau khi video này kết thúc thì em sẽ tìm cách em tới nhà để coi như thế nào. Nếu đúng sự thật vậy. Hỏi nhà ông cơ. Dạ. Bây giờ anh đi xuống dưới tốt dưới đây nè. Khoảng cây gửi số nên hỏi nhà ông Parker là nhà nào. Dạ. Không. Cái chừng cái nhà nó vô không được nữa, nhà chắc phải coi đó anh xuống tới dưới đó. Không anh kìm cái vòng vòng đó nó ở gần đó thì anh hỏi thăm để anh ta biết. Không, dạ. Anh sẽ hiểu biết thêm. Ừ. Chứ ở đây thì biết cái tính nó vậy. Dạ. Dạ đi lang thang vậy chứ chưa biết nhà đó. Dạ, rồi em cảm ơn hai anh nha. Cảm ơn hai dạ. Anh. Dạ. Tới đây thì Hồng Cao Vlog cũng như Mr. Nhật sẽ dừng video tại đây và đi tiếp theo tới cái nhà của cái cô Thấm, người phụ nữ 35 tuổi của chú chị, nhưng mà thằng nhỏ thì nói là ba đi ghe, mẹ thì nói là cha bỏ không quan tâm. Nhưng mà theo cô chú anh chị ở xóm đây á, thường xuyên đi qua lại cái đoạn đường này á, thì nói là cái cô này hay đi lang mang vậy cho nên người ta ở rồi có con rồi người ta không có nhận. Và sự thật như thế nào thì Hồng Ca sẽ mời cô chú anh chị tiếp thêm đoạn video tiếp theo. Dạ chào cô chú chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip tiếp theo ạ.